Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo, quý vị Phật tử tham dự cái buổi pháp thoại trực tuyến ngày hôm nay. Hôm nay mà sư làm cái Zoom này từ Việt Nam là ngày Chủ nhật ngày 7 Tây tháng 4 năm 2024. Ở bên Mỹ là ngày thứ bảy ngày 6 Tây tháng 4 năm 2024. Cái bài pháp này bài pháp đầu tiên mà sư thuyết từ Việt Nam. Trên nguyên tắc là khi mà sư về tới Việt Nam á, thì sẽ có cái chương trình là thay vì ở lại chùa Phước Sơn á, tại vì sư sẽ có một cái khóa thiền ở tại Phước Sơn từ ngày 16 tới 26 10 ngày đó, thì dự định á, là khi mà về tới á, sẽ đi lên trên cái thiền viện Quán Tâm, nó nằm ở trên núi Già Lào ở Xuân Lộc á. Ở trên đó rồi chờ cho đến khi nào mà dưới này mà có khóa thiền mới về đó. Thì ở trên đó hiện tại bây giờ người ta nói rằng là rất là nóng, và tại vì hiện tại bây giờ ở tại Việt Nam mà trời rất là oi bức. Buổi sáng dậy mới mình thức dậy thì dậy 2-3 giờ sáng là thấy 80 độ rồi, tới trưa là thấy lên tới 97 98 được, khi tới cả 100 độ. Thành ra cái sư mà quản lý trên đó nói sư là bây giờ cái sư lên trên đó không được, cái nóng lắm sư ạ, mà điện trên đó lại cúp nữa, lâu lâu mới điện có nhưng mà rất là yếu. Thành ra mình lên trên đó mà sử dụng máy lạnh, máy quạt, máy đồ, mấy cái đó là thôi thua. Thành ra các sư bên đó cũng không có làm gì được cái trơn. Thành ra khuyên sư nói thôi bây giờ tạm thời sư ở Phước Sơn đi. Đó là lý do tại sao mà phút đó có sư gọi Nerik thì nói rằng là thôi nếu mà sư ở Phước Sơn thì sư sẽ làm cái buổi Zoom ngày hôm nay này. Đây cho cái nhóm này là ngày 6 Tây này, và cái tuần sau nữa là ngày 13 Tây, trước khi mà sư vô cái khóa thiền ở tại Phước Sơn là ngày từ ngày 10 tới ngày hôm sau. Đó thì theo thôi nhân duyên mà mình làm được thì thôi cơ sư cũng ráng thì làm. Vì là trong khi mà ở đây thì cũng chờ đợi cho phát triển thì cũng không có cái gì là đặc biệt hết trơn. Thì khi tranh thủ thời gian làm Zoom ngày hôm nay là ngày thứ bảy ở bên Mỹ á, rồi ngày thứ hai phải làm cho nhóm của cô Chi nữa. Thành ra còn từ đây mà cho tới lúc mà bắt đầu phát triển ở tại Phước Sơn là có 4 cái buổi Zoom làm cho 2 nhóm. Thì xin trở lại cái chương trình mà chúng ta đã sinh hoạt lần cuối cùng, chúng ta sinh hoạt của cái nhóm này là ngày 23 tây tháng 3 2024. Thì theo như cái lời mà yêu cầu của Eric á, thì là nói rất nhiều về tâm tham. Thì cái bài lần trước á, sư có nói một cái bài pháp là cái sư đó ông dính mắc cái bạn của ông làm cho ông đau khổ đó. Thì là cái bài pháp này mới mới đọc được đúng một phần á, thì là hết giờ. Vì vậy bây giờ sư sẽ đọc lại cái bài pháp này rồi đọc luôn cái phần mà liên tiếp từ bài pháp này cũng khá dài đó. Trong đó thường sư cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của ông ấy, liên quan tới vấn đề mà người thân ở trong gia đình đó, ông nói rất nhiều về đứa con của ông ấy. Cái câu chuyện là cái sư này đó, ông trình pháp ông nói rằng là đó, thưa sư con bị té, chân con nó bị đau, bị sưng lên, hay là con đi xuống dưới trai đường con cơm không được, hay là con phải nhờ người ta sắp xếp để bưng cơm lên trên trên phòng cho con. Đó là cái dịch vụ, và dịch vụ mà cái đây là cái thần tiên người ta nên làm như vậy. Bởi vì nào bệnh thì là có người ta cho bưng cơm lên trên phòng. Cái sư này nói rằng là đó, thấy người ta cứ bưng lên bưng xuống hoài thì cũng tội nghiệp quá. Là ông quyết định ông nói thôi kệ, mình đi xuống mình đi cài nhắc cũng được, mình xuống ở dưới rồi mình ăn để cho khỏi là làm phiền mấy người ở trong trai đường. Đó thì khi mà ông xuống á, thì ông đang đi cài nhắc như vậy thì ông đứng bên người bạn của ông á, cũng là một vị sư nữa đó. Thì khi mà đứng bên bạn của ông ấy, thì hai người đứng thì sắp hàng, tăng đứng phía bên này rồi ni đứng phía bên kia, đứng theo một cái góc độ 90 độ nhìn thấy được nhau đó. Thì cái ông sư bạn của ông mới nói rằng trời, có cái sư cô người Trung Quốc cũng lại đi cài nhắc giống như ông vậy đó, thấy tội nghiệp quá rồi cái nào. Ông này ông nói mình đau mấy ngày này mình xuống mình ăn được, mình ông xuống đây ông cũng chẳng có hỏi thăm mình coi thử là mình cái tình hình bệnh hoạn đồ của mình như thế nào, có thấy chân sư có bớt được không, chẳng hỏi gì trơn mà đi 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 lo cho cái người dân là ông này theo cái lời của ông nghĩ. Ông nói bạn bè mình quen biết nhau lâu năm rồi mà nó không nghĩ gì tới mình hết trơn, mình đi nghĩ cho tới cho người khác. Đấy. Thì ông nói là cái tâm khi mà cái tâm nó nghĩ như vậy trong cái bất buồn khó chịu lắm, sân hận lắm. Nhưng mà một cái tâm khác nó phản bác, nó thôi mà cái chuyện nhỏ nhặt là thôi đừng có kể nó. Nhưng mà cái tâm mà bực bội nó cứ nói là từ trước giờ là mình đối xử với ông rất là tử tế, đáng lẽ là ông phải coi mình như bạn, ông phải thương mình chứ, là sao mà ông đi về ông nghĩ cho cái bà sư cô kia. Rồi cuối cùng thì ông cũng sử dụng cái tâm của ông, dùng tư duy chân chánh, dùng chánh niệm rồi vậy, thì cái tâm của ông nó yên xuống.
Bây giờ ông đặt câu hỏi với thiền sư, ông nói như thế này là thiền sư có cách nào để mình nhận ra được cái tâm dính mắc của mình với một người nào đó, người đó có thể là người thân của mình, hoặc là bạn bè của mình, hoặc là con cái trong gia đình của mình đó. Thì khi mà mình nhận ra được, biết được cái tâm dính mắc này mà ngay từ lúc đầu á, thì con biết nó rất là vi tế, nó rất là khó thấy, nhưng mà có cách nào không để mình nhận ra được nó? Khi mình nhận ra được đó rồi á, thì để tránh cái tình trạng á, là khi mà càng ngày nó càng dính mắc vô đó, thì nó cái tâm dính mắc nó càng lúc nó càng mạnh, và làm cho mình kêu bằng là khi mà có câu chuyện gì xảy ra thì mình rất là đau khổ. Hỏi thực sự là phải như vậy, có cách nào không, có cách nào để mình khám phá được cái tâm dính mắc của mình đối với một người nào đó mà khám phá càng sớm càng tốt? Thì sư nói là khi mà sư mà cái tâm mà sư mà cảm xúc như vậy á, điều này có nghĩa là cái tâm của sư nó còn yếu lắm, phải học từ cái cảm xúc của mình, học để hiểu cái bản chất của tham ái, tâm dính mắc và cảm xúc. Thì ông nói một cách chung chung vậy thôi, ông nghe cái câu dịch ra thì ông nói rằng là đó, khi mà sư cảm xúc như vậy tức là cho thấy là cái tâm của sư yếu lắm đó. Thì cho bây giờ đó, bây giờ phải học nó lại, học cái quan sát cái cảm xúc của mình, quan sát cái trạng thái tâm, quan sát cái ý nghĩ của mình, quan sát cái cảm giác ở trong người vân vân, để rồi mình học từ cái tâm cảm xúc đó, tâm 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 tham ái đó, tâm dính mắc đó. Đó thì khi mà thiền sư nói một trả lời một cách chung chung vậy đó, thì sư thưa với thiền sư nói là cái sư này ông muốn hỏi là có cách nào để nhận biết ra là cái tâm mình đang dính mắc với đối tượng không, càng sớm càng tốt không, có cách nào không, chứ không phải là nói chung chung là phải làm cái gì khi mà cái tâm dính mắc nó xuất hiện. Thiền sư trả lời cũng giống là cái cách thức để mà xử lý khi mà tâm dính mắc xuất hiện là phải tư duy chân chánh, để quan sát cái cảm xúc của mình, quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, vân 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 vân, để rồi học và hiểu. Thì khi mà nói rằng là muốn nhận biết ngay từ lúc đầu á, thì nhận biết ngay từ lúc đầu thì cảm xúc đâu có lớn mạnh như thế phải không? Muốn làm được điều này tức là muốn nhận, như sư hỏi đó, muốn nhận diện ngay từ lúc đầu rồi á, thì phải chánh niệm trong tất cả cái mối quan hệ của mình với mọi người. Thì đây đòi hỏi mình có sự thực tập. Bất cứ mình quan hệ với người nào, mình liên hệ với người nào, dù đó người đó là trong gia đình của mình, là bạn bè của mình, thì mình phải cẩn thận, mình quay chừng cái tâm của mình. Hành giả phải sáng suốt, phải tỉnh thức, phải chánh niệm, sẵn sàng để mà kịp thời xử lý khi tâm mình dính mắc khởi sanh. Mình có thể quen người đó, mình có thể mến người đó, thương người đó, nhưng mà khi mà cái tâm dính mắc mình bắt đầu nó khởi lên á, thì mình phải cho tinh tế, mình phải cho tỉnh thức để mình nhận ra được cái này là dính mắc này. Để lấy ví dụ chẳng hạn như là mình quen vui chơi, rồi mình gặp nhau, mình nói chuyện, rồi vậy mình tưởng là giống như tình bạn bè đó, nhưng mà khi cái cô đó là cái người đó đó không có tới đau, hay là ở nhà, hay là vì lý do gì đó không tới, không đi xuống thiền đường mà tu tập được đó, thì mình tự nhiên mình nhớ quay quắt à, rồi mình chạy lên phòng kiếm, rồi mình nói vậy đó, đó. Thì đó là những cái trường hợp của những cái người khác người ta trình pháp, ta nói như vậy, thì đây cho thấy là cái tâm dính mắc. Ông lấy ví dụ chẳng hạn như hai cô tu nữ quen với nhau, thì gặp nhau ở trai đường, gặp nhau ở trên thiền đường, thì nói chuyện rồi đồ, rồi ăn cơm chung với nhau rất là thân mật như vậy đó. Nhưng mà khi mà một trong hai cô đó vì lý do gì đó mà không có xuống ăn cơm buổi trưa, hoặc đã là không có xuống ngồi thiền rồi, thì cô này buồn quá, nhớ quá, quay quắt thì chạy lên đi kiếm, lên kiếm thấy phòng cô kia đóng mà quậy, gõ cửa mà không ai trả lời hết trơn, thì cô này chạy đôn chạy đáo đi hỏi người này người kia đó. Thì trong cái trường hợp như vậy em thường đó, đó là những cái dấu hiệu cho thấy là cái tâm là dính mắc của người ta. Đây là những cái dấu hiệu đầu tiên cho mình thấy đó. Vậy hành giả phải duy trì chánh niệm để nhận ra là tâm mình đã dính mắc với người khác như thế nào, càng thấy càng sớm càng giúp tâm chúng ta buông bỏ. Trong khi mà mình giao tiếp với họ, mình bạn bè, mình thân mật với họ, mình tiếp xúc với họ, mình quen thân với người ta, thì đồng thời mình phải canh chừng cái tâm của mình. Thì khi những cái chuyện đó mà nó xảy ra, ví dụ chẳng hạn như người ta vắng mặt một bữa, cái mình hoảng, mình nói không biết làm sao, cái người này làm sao, bị chắc là bị bệnh hay làm sao, chút xíu mình ăn cơm xong mình chạy lên mình tìm kiếm, mình coi thử sao không vân vân, thì đây là những cái dấu hiệu cho thấy là cái tâm mình dính mắc người ta rồi đấy. Người trong gia đình cũng vậy, cha mẹ con cái anh chị em sống chung, những người này không có để ý tới cái tâm dính mắc của mình với người kia, ngay khi mà biết rồi cũng cứ yêu thương nhau theo quán tính, thương nhiều hận nhiều, rồi đến khi mà có chuyện gì là đau khổ, cả hai phía đều đau khổ hết trơn. Khi mà nghe tiếng ăn đó rồi thì sư thưa với thần sư như thế này, và thưa sư mình có thể nhận ra cái sự dính mắc của họ bằng cách để ý khi mà những người này đó họ mà có chuyện họ đổ sân với nhau có được không? Thì thần sư trả lời đó, đó là biểu hiệu của tâm dính mắc đó. Như vậy thì một cái người đứng ngoài nhìn hai người này mà khi mà cãi vã nhau rất là dữ, lúc đầu thì thấy vui vẻ với nhau lắm đó, rồi mà đến khi mà có chuyện gì mà cãi vã nhau rất dữ, thì cái này có phải là cái dấu hiệu của tâm dính mắc không? Thì thực sự nói đúng đó.
Như vậy thì nếu mà mình là người trong cuộc thì mình thấy là khi mà ví dụ như trường hợp sư này đó, khi mà có một câu chuyện gì xảy ra đó, sư này úp mũi sân hận với sư kia rất là dữ, thì điều đó có thể cho thấy là cái tâm đó là tâm dính mắc rồi đấy. Người người đứng ngoài có thể thấy, và cá nhân mình khi mà mình giao tiếp với người ta rồi mình phải nhận ra được cái điều này, là khi mà mình mới hơi chút chút là mình ganh tức, mình bực bội khó chịu được, thì điều đó cho thấy là cái dạng là tâm dính mắc. Vâng, để mà đối xâm với nhau như vậy mà rất là dữ tợn như vậy thì tức là dấu hiệu của tâm dính mắc, đánh chửi nhau hoài là biểu hiện của sự dính mắc. Bởi vì người ta thường có câu mà thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Nếu có trí tuệ chúng ta có thể thương mà không dính mắc, trí tuệ giúp chúng ta buông bỏ, thương với tâm từ, thương với tâm bi, thương như không thương như thế thì sẽ không cãi vã, không không đánh nhau, không gây gổ nhau. Như vậy là nếu như mình mà có tâm từ tâm bi với cái người mà mình thương á, thì mình sẽ không gây gây gổ, mình cũng cãi vã. Mình thương mà tâm dính mắc là ưa gây gổ cãi vã cái lắm, mình muốn người đó là của mình, thì đó người đó làm cái gì mà mình nghi ngờ, mình nói rằng họ đi với người khác là mình bực bội, mình kiếm chuyện, mình gây gổ, rồi sư thấy nhiều cái cảnh gì đó. Tôi khuyên tất cả các bạn là hành giả, khi gần gũi giao tiếp với những người nào mà ngay cả trong gia đình của mình, như anh chị em, cha mẹ, cô dì chú bác, nhớ phải duy trì chánh niệm, quan sát tâm. Lý do là vì tình cảm của mình đối với mỗi người không giống nhau. Có người thì mình thương rất là nhiều, nhưng mà có người thì mình ghét cay đắng. Khi từ từ nhận ra được điều này, mình mới có tâm buông bỏ, không dính mắc với bất cứ người nào. Nên mình phải để ý đi coi thì cái tâm của mình, có thể là mình thương rất là nhiều người này nhưng mình ghét người kia. Đó thì điều đó có nghĩa là mình dính mắc với một cái người mà mình thương nhiều rồi đấy. Còn cái người kia là chắc họ làm cái gì là làm mình cho mình không vui, do đó mình đổ sân. Hãy suy nghĩ cho sâu sắc rằng mình có thương ai cho nhiều, có ghét ai cho lắm, cuối cùng mình cũng phải chia lìa với họ. Chia lìa lúc sống hay chia lìa khi cái chết tới, đây là điều thật chắc chắn, không thể đâu thoát cả. Thầy sư nói là bây giờ đó, mình mà có thương ai đó, hay là mình có ghét ai nữa, thì mình phải nhắc nhở mình đó, là mình thương người ta cho nhiều, rồi mình cũng phải chia tay với người ta. Mình ghét người ta cho lắm rồi mình cũng phải ra đi, là người đường nào được, người nào đi theo đường đó thôi, chứ không có ai ở với ai hoài được cái trơn ấy. Vì vậy sư hỏi thưa thầy, có một cái câu người ta nói rằng đó, hãy để ý xem thử mình quay thử là mình có sống với ai mà suốt các cuộc đời không. Ông nói ô dĩ nhiên đúng rồi, cái câu đó, người ta nhắc mình vậy đó rất là đúng, là dĩ nhiên là không rồi. Chúng ta chỉ gặp gỡ hay sống chung với nhau trong một thời gian rồi mạnh đường ai nấy đi, tốt nhất là đừng dính mắc với người ta. Bứng càng sớm càng khỏe, buông 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 càng sớm càng khỏe, buông được sẽ nghe cảm nghe thư thái nhẹ nhàng. Cái người mà thông dịch cho tôi là cô Tết Tết, cô này là cái người thông dịch từ tiếng Anh mà ra tiếng từ tiếng Miến mà ra tiếng Anh, thì cô nói với người chồng của cô vào lúc mà ngày cưới đó, cô nói rằng là anh phải nhớ nghe, tới rồi đây rồi tôi với anh mình có thương nhau như như hôm nay là mình thương nhau rất là dữ này, mình mới lấy nhau này, nhưng mà rồi mình cũng phải chuẩn bị ra đi. Thì ông trường sư nói tôi nghe cô nói như vậy, tôi thấy cô này là rất là thông minh đó. Rồi gì đây, người chồng cũng là cái người cũng biết tu, anh này cũng đi hành thiền nữa. Anh nói thôi sao được, nếu mà em đã nói vậy tôi cố tôi ra nhớ. Thưa sư, con vẫn chưa có thỏa mãn, con muốn thầy thầy đó, tức là nói thiền sư, cho con một cái ví dụ rất là cụ thể về việc phát hiện sớm tâm mình đang dính mắc với người ta, kinh nghiệm mà thầy đã trải qua để nhờ đó tụi con có thể học hỏi. Ông khi mà nói hỏi là bây giờ làm thế nào để mà phát hiện ra cái tâm dính mắc của mình với người nào đó càng sớm càng tốt, để mình cho mình dễ buông bỏ, lúc đầu nó còn nhẹ mình còn buông được, thì khi mà dính mà càng lúc nó càng nhiều rồi thì rất là khó buông đó. Thì bây giờ ông nghe câu câu giải thích đó rồi, thì ông bây giờ mới nói là bây giờ tôi muốn thầy này là thiền sư đó cho tôi một cái ví dụ cụ thể đi, cụ thể cho cá nhân của thầy á, để rồi chúng tôi học hỏi. Thì nghe vậy thì thầy sư nói rằng vâng, tôi có một câu chuyện liên quan tới đứa con trai của tôi xin kể để chia sẻ với quý vị. Khi thằng bé ra đời, đó là lúc mà sự tu tập của tôi rất liên tục và hùng mạnh, không những gì mà cần làm phải làm cho nó, tôi làm rất đầy đủ đúng bổn phận của một người cha đối với đứa con, nhưng tôi làm trong sự tỉnh thức, trong chánh niệm. Thưa thiền sư, thầy có vợ mang bầu sinh em bé mà thầy có thể làm mọi chuyện trong chánh niệm mà có nhiều vị, tức là nói sư 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 kể cho thiền sư nghe vậy, nhiều vị ngồi trước mặt đây mà cứ sợ là sắp rời trần thiền rồi đi trở về lại đời sống gia đình tại gia cư sĩ rất là sợ hãi.
thì mà gì đây ông thật sự thì ông nói rằng là khi mà tôi lấy tôi và vợ tôi mang bầu á, sinh ra thằng bé đó, thì cái tâm của tôi đó, tôi làm cái gì cần thiết để làm cho nó thôi, nhưng mà tôi không dính mắc với nó. À, bởi vì tôi hiểu rất là rõ rằng là nó không phải là của mình, nó không phải của mình theo cái nghĩa là nó là máu thịt của mình, là chia sẻ của mình, nó là một phần thể xác và linh hồn của mình, vân vân, như người đời nó từng quá. Không, tôi không suy nghĩ như vậy. Nó chỉ là một cái chúng sanh bị nhân duyên nghiệp được đưa đẩy đó, cho đó nó vô trong gia đình của mình. Thì sẵn đó thì khi mà ông nói như vậy thì sư nói rằng là thầy ra thầy có con, thầy có vợ, thầy có mang bầu có con vậy mà thầy tâm thầy cũng dính mắc, mà mấy người ở đây đó họ mới mà nghe nói là sơ sơ mà xong có 3 tháng hạ phải về trở lại gia đình, họ sợ quá trời. Nghe nói như vậy thì thật sự nói là hãy thực tập bằng cách duy trì chánh niệm lúc làm bất cứ cái gì, cứ làm đi, lúc đầu hơi khó khăn nhưng tâm từ từ sẽ học hỏi và cuối cùng làm được. Học hỏi từ sự thất bại trong khi sinh hoạt không giữ được chánh niệm 3, 4, 5 lần, từ từ tâm biết cách làm thế nào để giữ chánh niệm cho liên tục trong đời sống lần này. Đó, thì là ông người ta nói rằng là mấy người này đó, đôi khi họ lo lắng sợ hãi dữ quá à. Rồi một cái chuyện mà sau khi mà gặp hạ xong mà về nước đó, là về rồi bị phải đi về Việt Nam để gặp lại gia đình rồi vậy, họ rất là sợ. Mình chưa nói vậy thì bây giờ thì nhớ đi đâu cũng mới nhớ duy trì chánh niệm, thực tập bằng cách duy trì chánh niệm đúng lúc làm bất cứ cái gì, thì nhờ vậy cái tâm mà nó của mình đó, nó có được cái sự tỉnh thức, nó có cái sự khai biết thì nó đỡ đi, nó không bớt phiền não. Khi vợ tôi bị mổ lúc sinh ra đứa nhỏ, đối tượng tôi đứng chờ ở bên ngoài, và trong khi mà tôi chờ đợi bên ngoài đây là ông kể lúc mà vợ ông đưa vợ ông đi nhà thương đó, khi mà vô trong đó thì bác sĩ nói rằng là cái ca mổ rất là khó, phải mổ bà đó, cái ca sinh này khó lắm, bà không có thể sinh cách bình thường được mà phải mổ, đưa đứa nhỏ ra. Thì trong khi mà ông đi đóng tiền đóng đồ để mà mổ bà xong xuôi rồi ký giấy đâu rồi đó xong xuôi rồi thì người ta biểu ông đi ra ngoài đấy, chờ. Trong khi đó thì bác sĩ đóng cửa lại thì vợ bố ông đó thì ông nói tôi cũng tỉnh bơ đó, bác sĩ dặn nó bây giờ tôi cần mổ này, tôi cũng phải đi đóng tiền, tôi cũng phải là gì đây lo những cái gì mà cần thiết phải lo để mà để cho cái chương trình mổ được gì đây nó được tiến hành cho vợ tôi để mà cho tao sinh ra được thằng thằng bé. Rồi trong khi mà chờ đợi cho họ biếu tôi đi ra ngoài thì tôi cũng phải ra ngoài tôi chờ, trong khi mà tôi chờ ở ngoài thì tôi đi tới đi lui, tôi đi kinh hành thì tôi cũng có tâm của tôi cũng có bị chấn động. Tôi đứng chờ bên ngoài nhưng thay vì đứng chờ tôi đi tới đi lui, tôi đi thiền hành giống như một hành giả vậy đó. Vì vậy trong khi mà tâm tôi đi chánh niệm như vậy, khi đứa bé được sinh ra tắm rửa xong xuôi, cô y tá đưa cho tôi bế nó, nhìn thằng nhỏ tâm tôi suy nghĩ đây là một chúng sanh vừa được sanh làm người, nó đến đây do nhân duyên nghiệp lực của nó, và chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ ra đi khi nhân duyên của nó chấm dứt. Tất cả vận hành theo luật nhân quả chứ không phải chi là của mình hết. Tâm bây giờ không nghĩ đây là con tôi, đây là máu thịt của tôi, đó là lý do tôi không quá dính mắc vào cái đứa nhỏ này, vừa vào vợ con, chánh kiến chánh tư duy có mặt. Sư nói là khi mà ta bồng đứa nhỏ tới cái này chắc là sư cũng có dịp nói share chia sẻ với quý vị đó, thì thực sự ông chỉ nói đơn giản thôi, tôi nhìn nó tôi nói đây là một cái chúng sanh nào nó tới nó sinh vô trong gia đình của mình do nhân duyên nghiệp lực của nó, và khi mà nó vô đây do nhân duyên nghiệp lực của nó thì tới một lúc nào đó mà nhân duyên nghiệp lực mà hết thì nó cũng đi mà thôi, mình không giữ nó được, nó không phải là của mình làm không phải của mình theo cái nghĩa là mình là sở hữu nó. À, mình muốn như thế nào nó sẽ làm theo ý mình không được. Và ông nói áp dụng cái nguyên tắc này tới khi thằng bé nó lớn lên và trong cái lúc dạy dỗ mà hướng dẫn cho nó, tôi cũng suy nghĩ theo cái kiểu đó. Bây giờ mình làm hết sức mình là một người cha, một vị thầy, nó hỏi cái gì thì mình giúp đỡ cho nó, mà rồi mình nói cho nhiều mà nó không nghe, nó không hợp, nó không thích cũng phải chịu thôi. Chánh kiến chánh tư duy đang có mặt, vì vậy tôi không có dính mắc với đứa nhỏ do nghiệp lực của nó và của mình, cho nên nó được sinh ra làm con mình. Tâm hiểu rất rõ là không phải chi của mình hết, tôi không kêu nó đến làm con, nó tự đến thôi, và chắc chắn một lúc nào đó khi nhân duyên hết rồi nó sẽ bỏ ra đi và không có ngăn gì được cả. Tôi sẽ làm hết bổn phận của một người cha, nhưng thương nó dính mắc vào nó như những người khác thì thế là không. Ở trong gia đình còn thương nhưng xa nó là tôi quên, tôi chẳng bao giờ nhớ, cũng là mình có một thằng con. Ông nói khi mà nó ra được mà còn được 9 tháng đó, thì ông đi xuất gia dân duyên vô chùa ông tu, và ông đã có cái tâm nguyện là ông đi có lẽ là lần này không phải dân duyên đâu mà sẽ đi luôn đó. Đấy.
thành ra mà ông vô chùa thì ông lo ông tu, ông lo tu, ông lo giúp đỡ hòa thượng được vậy thôi, ông quên quên thức là mình có một đứa con. Tôi sẽ làm hết bổn phận của một người cha, nhưng mà ở trong gia đình tôi thương nó lắm, nhưng mà khi mà xa nó rồi là tôi quên, tôi chẳng bao giờ nhớ là mình cũng có một thằng con trai hết trơn. Ngoài ra lúc còn sống trong gia đình với những người thân, tôi cũng đã biết cách quan sát cái tâm của tôi khi tiếp xúc và gần gũi với họ. Tôi hiểu rõ, thấy rõ tâm tôi phản ứng thế nào với từng người trong nhà. Gần họ là tôi quan sát tâm mình và tôi học rất nhiều, nên rút được kinh nghiệm lúc có con. Khi không dính mắc với họ thì tâm từ đối với người thân càng lúc càng mạnh. Từ tâm tuyệt đối với những người trong gia đình, từ tâm tuyệt đối với những người ở trong gia đình, tôi hoàn toàn là như sử dụng tâm từ không, cho tôi không có thương cho cái nghĩa dính mắc. Dạ thưa sư, sư vừa nói về tâm từ và tâm luyến ái, vậy thì có cái sự khác biệt nào giữa tâm từ và tâm luyến ái? Có sự khác biệt không? Có chứ, và quá rõ ràng. Từ là thiện tâm, cho nên khi mình đối xử với người khác với tâm từ á, thì cái tâm của mình nó rất là yên ổn, vì đó là bản chất của thiện pháp. Còn ngược lại, ái là dính mắc, là bất thiện, là phiền não. Vì vậy cái trạng thái tâm của nó là rất là bồn chồn, là khó chịu, là bực bội, là sân hận, là khổ lắm. Thì là đó là cái sự khác biệt giữa ái và từ. Thì một người mình thương mà mình với tâm từ, tâm từ tâm bi thì mình buông bỏ dễ lắm, mình tâm từ thôi mà. Đó, cũng giống như là ví dụ chẳng hạn như mỗi buổi tối á, là các sư là cũng phải là rải tâm từ hết cho tất cả chúng sanh, trong đó luôn cả những cái người mà bố thí giúp đỡ cúng dường mình là vậy đó. Cái đó là cái bổn phận của các sư đó, thì mình rải một cách chung chung vậy thôi, chứ mình không có dính mắc với ai hết trơn đó. Còn ngược lại, mà khi mình thương một cái người nào đó rồi là cái tâm ái của mình là khác à, nó kéo theo bao nhiêu sự âu lo buồn phiền rồi lo lắng. Tôi thấy quá rõ ràng giữa tâm ái và tâm từ. Từ là thiện tâm, cho nên nó có phẩm chất của thiện pháp, nó giúp tâm mình yên ổn. Ngược lại, ái là dính mắc, là bất thiện, là phiền não. Vì vậy trạng thái của nó làm cho tâm mình nó xốn xao, nó lo lắng, nó ưu tư, và nói chung là nó cái trạng thái tâm của mình không có yên ổn. Dạ thưa thầy, thầy có thể cho một ví dụ cụ thể như mình cảm nhận gì lúc mình dính mắc vào người khác, như lo âu sợ hãi, và khi mình đối xử với người khác với tự tâm? Đây là hỏi một cái câu gọi là cho ví dụ cho thẳng đi. Xin cho một ví dụ cụ thể như mình cảm nhận cái gì này lúc mình dính mắc vào người nào, hoặc giả là mình cảm nhận như thế nào khi mình có tâm từ với người nào, mình thương người nào với tâm từ. Trả lời, hễ tâm hễ là bất thiện thì đau khổ phải có mặt mà thôi. Nếu mà bạn thương ai mà tâm nó dính mắc thì một giây một phút nào đó, đó nó sẽ đau khổ. Khi mình thương thì mình cảm nghe rất là sung sướng, hạnh phúc, có vậy không? Nhưng mà bên cạnh cái hạnh phúc đó nó có sự lo âu, mình sợ mất người đó. Đó thì là mình nói theo cái kiểu thế gian hạnh phúc đó, nhưng mà âu lo cũng có nữa. Vì vậy cái trạng thái của một cái tâm mà hễ mà bất thiện đó, thì đau khổ phải có mặt thôi. Cảm xúc, cảm giác tâm sẽ làm cho bạn thấy rõ một cách rất là rõ ràng. Bây giờ bạn muốn biết là cái tâm khi mình thương ai với tâm từ thì cái trạng thái tâm mình như thế nào, thì quan sát cái trạng thái tâm, quan sát cái cảm xúc của mình, quan sát cái cảm giác trong thân của mình, thì mình sẽ thấy điều này rất là rõ. Nó là cái phản ảnh rất trung thực, tâm thiện hay bất thiện đang có mặt. Ví dụ như mình nói mình thương ai với tâm từ tâm bi mà sao mình chấn động quá, mình nhớ mình thương người ta rồi mình tìm cách mình gặp gỡ, hay là mình tìm cách mình hỏi han để mình thấy người ta vắng mặt, mình buồn mình lo gì vậy đó. Đó thì ông nói đó, đau khổ tới rồi, thấy không? Còn mình nếu mà tâm từ tâm bi thì thì thôi thì không có, thì từ để qua tiếng sáo có thể đau cả chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, không có gì là cái vấn đề. Tôi đã xuất gia lúc đang sống trong gia đình, tâm không vướng, không dính mắc vào ai cả, ngay cả vợ con của tôi. Cái chuyện là gì đây, tôi ở trong gia đình của tôi đó, đáng lẽ tôi vướng rất nhiều với vợ với con, tôi dính mắc với người này người kia, mà không, tôi ở trong gia đình của tôi mà tâm của tôi đối với con cái tôi không có dính mắc, mà đối với vợ tôi cũng vậy nữa. Thành ra gọi là tôi đang xuất gia trong khi mà tôi đang ở dưới hình thức tại gia cư sĩ. Và là ông nói là cái này là cái mà Hòa Thượng Sự Minh rất muốn các bạn làm, chứ không phải là cạo đầu mặc y rồi chạy vô chùa đâu, mà hãy sống trong gia đình như tất cả mọi người, có vợ có chồng có con có cái, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, đừng có vướng bận, đừng có dính mắc, thì dĩ nhiên là mình phải tu tập rất là nhiều, chứ không phải là mình muốn mình nói mà mình làm được. Tâm không vướng, tâm không dính mắc vào hết, ngay cả khi tôi đang sống trong gia đình. Đây là gọi là tôi xuất gia khi mà tôi sống trong gia đình. Tôi chỉ làm bổn phận của một người cha, tôi làm bổn phận của một người chồng,
hay là con đối với cha mẹ của tôi, nhưng không quá ràng buộc với họ. Khi quyết định đi xuất gia là tôi đi ngay, không quyến luyến, không buồn phiền, không nhung nhớ. Quyết định xuất gia là vô chùa ngay trong ngày đầu, cạo đầu, bạc y. Tôi chẳng thấy cái gì mà nó là vướng bận hết, chẳng gì khó khăn hết. Tôi cũng chẳng nhớ tới ai nữa. Khi vô chùa rồi, tôi mặc y, tôi cạo đầu, mặc y rồi, hòa thượng bắt tôi làm này làm kia, tôi giúp hòa thượng. À, tôi lo về cái câu chuyện của chùa chuyện, tôi quên cái gia đình của tôi. Rất nhiều người cứ hỏi tôi rằng bằng cách nào mà anh có thể bỏ vợ con đi xuất gia dễ dàng như thế. Tôi trả lời là trước khi thành một vị sư còn là người đời, tâm tôi cũng không quá dính mắc vào vợ con, vào vợ và con. Tâm đã không vướng vào ai hết thì bỏ đi đâu có chi khó, cái gì không? Cái vấn khó là tại vì cái tâm mình vướng vào người ta, thương người ta quá, do đó mình định định bạn rạng mình đi không nổi. Thưa sư, sư nói rằng là khi nhìn đứa con thì thầy suy nghĩ như vừa mới kể. Đó là gì vậy? Đó có phải là ráng tư duy cho đúng không? Nghĩa là khi mà ông đứa con mà ông đưa cái cô y tá mà đưa cho ông đứa con thì ông nhắc ông suy nghĩ rằng ông nói là đây không phải là con mình theo cái nghĩa đời thường, đây là một cái chúng sanh nó tới cho nhân duyên gặp lực, nó tới đây rồi vì nhân duyên gặp lực của nó hết nó sẽ đi. Thì một sư hỏi rằng là ông làm như vậy là tự nhiên cái tâm ông suy nghĩ như vậy hay là ông cố ý purposely suy tư như vậy khi mà còn đứa nhỏ trên tay. Khi nhìn đứa con thầy suy nghĩ như thầy vừa mới kể, đó là gì vậy? Có phải là mình đang ráng mình tư duy cho đúng pháp không? Không, tôi chả cố gắng suy nghĩ gì hết hay nặng ấp tư duy cho chân chánh về con mình. Thấy nó là suy nghĩ tới tới một cách thật là tự nhiên. Vợ tôi đẻ thằng nhỏ ra, nó là con trai của bà, tôi đẻ nó ra đâu mà bảo là con của tôi. Ông nói chơi vậy đó. Nó bà đẻ ra thì nó là con của bà, còn tôi đâu có đẻ nó ra, nó gì là con của tôi đâu. Thì đây cái này là nói chơi thôi, nhưng mà ông nói rằng là cái tâm của ông á, tâm của một người tu mà, một người mà không dính mắc, thành ra nó tự động suy nghĩ như vậy thôi. Và cái điều này chắc có lẽ là phải cần thời gian để mình học, mình tu tập thì mình thấy tự nhiên có những cái mà nó tự nhiên trong tâm mình nó nghĩ như vậy đó, một cách tự động chứ không phải là mình cố gắng gì hết trơn. Ví dụ chẳng hạn như sư thấy là gì đây, khi sư đi về gặp gia đình rồi thì người này người kia kêu nói dạ lúc này có sư về để dâng cơm cho sư, để nhờ sư hồi hướng phước báo được cái kia được cái nọ, giả là mời sư đi tụng kinh cầu an cầu siêu trong gia đình có người mà mới mất rồi vậy đó, cha mẹ ví dụ chẳng hạn mấy anh mấy người cơ dình của sư á, nó về bên Việt Nam có người chết rồi vậy đó, họ tới thì nhờ sư có sẵn sư thì nhờ sư tới sư tụng kinh cầu siêu. Sư làm tại vì là họ yêu cầu, mà tâm của sư đã nghĩ rất là rõ là có siêu đâu mà cầu, có siêu đâu mà cầu. Sư nghe một sư rất là nổi tiếng, ông giảng một bài pháp nói rằng là thời kỳ Đức Phật không có cầu siêu. Tại sao không có cầu siêu? Là tại vì Đức Phật biết rất rõ người này mà chết đi rồi là sinh vào chỗ nào, nó làm bao nhiêu chuyện ác nghiệp thì nó sinh rồi nó mới vô trong địa ngục, rồi cầu cái gì nữa. Phật giảng người này người ta đã làm phước làm đức, người ta bố thí cúng dường, người ta tu hành là vậy, người ta chết đi người ta sanh thiên lên làm một vị chư thiên trên đó, thì cầu đâu có cần cầu gì nữa đâu. Không có, mình không có thay đổi gì được, mình không có chuyển hóa, mình không làm cái gì được hết trơn, thì nó không phải cần cầu cần xin. Rồi còn cầu an chi nó an hay không là do cái tâm nó có tu không thôi. Bây giờ mình có cầu chăng nữa mà nó cũng cứ gây gổ nhau hoài, nó chửi mắng nhau hoài thì là sao mà tâm nó yên được. Vì vậy cái sư đó nói rằng là đó, cái thời kỳ Đức Phật mà còn tại thế không có cái chuyện cầu siêu, tại vì Đức Phật biết rất rõ là chúng sanh chết đã sẽ đi về đâu, cầu chi được nữa. Ví dụ mình quý vị nghe cái sự tích của bà Hoàng hậu Malika đó, bà này là bà cả cuộc đời của bà là phước bố thí cúng dường ghê lắm, nhưng mà rồi bà làm một cái lỗi với ông vua, một lỗi liên quan tới cái đời sống vợ chồng đó. Thì khi mà bà sắp sửa chết đó, bà nhớ tới cái chuyện đó, bà nhớ tới cái chuyện đó rồi cái bà chết rồi bà đi xuống địa ngục rồi đó. Thì ông vua đó ông mới là biết Đức Phật là cái người biết quá khứ tương lai, biết chúng sanh chết rồi đi về đâu rồi vậy, mới mới tới gặp Phật để hỏi coi thử là bà hoàng hậu vợ của ông bây giờ chết rồi đi đâu. Thì Đức Phật làm thinh. Cái lý do mà Đức Phật làm thinh là Đức Phật biết cái ông này là cái đức tin của ông Đức Phật pháp rất là yếu. Nếu mà mình nói sự thật cho biết là bà này đó cả một cái cuộc đời gì đây, bà chết đi rồi là bà tái sanh vào địa ngục, thì ông sẽ nói rằng ô cả cuộc đời vợ tôi là đi để mà là bố thí cúng dường đi chùa nghe pháp mới được, tôi gần gũi chư Phật với các chư tăng rồi vậy mà này chết rồi đi xuống địa ngục. Nó thể vì là cái ông là cái người
đức tin cũng còn yếu, vì vậy mình khoan nói cái này. Và Đức Phật biết rất rõ là bà này bà chỉ vô trong đó một thời gian ngắn thôi, rồi nhờ cái phước tu hành của bà, nhờ cái phước bố thí cúng dường rồi đó, à, kính trọng chư tăng Đức Phật rồi vậy, do đó bà sẽ đi ra khỏi đó trong vài ba ngày nữa thôi, để đợi cho bà khi nào bà đi ra rồi rồi Đức Phật nói. Là ra ông vuông tới hỏi Đức Phật nói đi về đi, đi khi nào có rồi, khi nào có rồi cứ kêu tới nói cho bà nghe, à, hiện tại bây giờ chưa được, chưa nói được. À, thì Đức Phật theo, Đức Phật biết rất rõ, mà trong trường hợp này mình thấy Đức Phật đâu có can thiệp gì, mà chỉ biết như vậy rồi ngài nói cho mình nghe thôi, chứ còn ngài cũng không có thể là đưa cái bà đó ra khỏi địa ngục, hoặc giả là bà ra khỏi địa ngục rồi đưa bà xuống trở lại, không có, vân vân vân. Đức Phật chỉ là nói cho mình biết là nhân duyên gặp được họ vận hành như thế nào, họ đi sang như vậy thôi. À, khi mà hỏi rằng là thầy có cố gắng tư duy cho đúng pháp không? Không, tôi chả cố gắng suy nghĩ chi hết trơn khi mà tôi mà vòng cái đứa nhỏ trên tay. Thấy nó là suy nghĩ đến với tôi thật tự nhiên. Thưa sư, do trí tuệ của sư đã có sẵn khiến thầy tư duy như vậy phải không? Trả lời, chánh kiến chánh tư duy đã có sẵn đó đưa đến sự suy nghĩ này, thì đúng như vậy đó, tức là có trí tuệ sẵn, khi trí tuệ nó có sẵn thì tự nhiên cái tư duy của mình nó đúng pháp. Thành ra người ta từng nói rằng là mình tu không phải để cái mục đích của mình là để dẹp trừ phiền não, tu cho có trí tuệ đi, thì trí tuệ sẽ làm cái bổn phận là cắt đứt phiền não, cho mình cắt đứt, mình không cắt được. Rồi cái này cũng vậy, mình cứ tu hành hoài để có phát triển trí tuệ, khi mà có trí tuệ thì như mình suy nghĩ rất là đúng, mình suy nghĩ rất là đúng pháp, mình suy nghĩ không có tà kiến, không có tin tầm bậy tầm bạ vậy, nó hẳn đối với mình lúc bây giờ nó hẳn nhiên là như vậy rồi, khỏi cần có ngồi suy tư gì trơn. Vì vậy thầy Tây Sĩnh Gia có nói một lần, cái người mà có trí tuệ là không cần phải tư duy gì hết trơn, cái mai của họ đã có trí tuệ, nó đã xét sẵn như vậy rồi, nghĩa là đứng tới chuyện thì tự nhiên nó ra như vậy mà thôi. Dạ thưa sư, con muốn biết lúc đó sư tu được bao lâu rồi mà sư sẽ suy nghĩ giỏi như vậy? À, trả lời, tu tích cực được 5 năm, tu từng giờ từng phút rất là nghiêm túc trong trong suốt một thời gian là 5 năm, rất là kiên trì, rất là đều đặn, tu mọi lúc mọi nơi ròng rã trong suốt 5 năm trời. Thưa sư, có lần con nghe sư nói tôi sống 5 năm trời lặng lẽ không giao tiếp trò chuyện với ai cả, ngay cả vợ tôi. Có đúng như vậy không? Đúng vậy, có ngày tôi chả nói với bà một câu nào hết, tôi quá bận duy trì chánh niệm, tôi không có thời giờ để mà tôi giao tiếp, tôi tiếp xúc với ai được. Bởi vì tôi lúc bây giờ là cái chánh niệm của tôi đôi khi nó có, đôi khi nó không. Và khi mà nó có, mà tôi cố gắng thì nó giữ được rất là lâu, và tôi cảm thấy cái tâm tôi rất là yên ổn. Vì vậy là tôi cố gắng tôi duy trì chánh niệm, vì vậy tôi không có thời giờ tôi đi chuyện với ai cả. Đúng vậy, có ngày tôi chả nói với bà, tức là nói vợ của tôi, một câu nào hết, tôi quá bận duy trì chánh niệm. Vậy thì chắc là bà buồn khổ lắm phải không thưa sư? Thiền sư, rất buồn rất khổ, nhưng tôi thấy rõ rằng buồn khổ do tại tâm bà suy nghĩ phiền não chứ đâu phải tại tôi. Bà suy nghĩ thế nào là do tâm bà, tôi làm sao mà đối được. Tôi thì tôi muốn tu, tại vì tôi thấy rằng là hễ mà mình thả ra mà mình đi mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, hoặc giả là mình tới mình tán dứt mình nói chuyện là phiền não, không phải bà không phiền não thì mình phiền não, mình không phiền não thì bà phiền não đó. Thành ra tốt nhất là mình duy trì chánh niệm, mà tôi chỉ duy trì chánh niệm là tôi lo tôi tu, có phần của tôi thôi. Mà bà thì buồn khổ, bà cứ nghĩ rằng là tại vì sao mà tôi không có nói chuyện rồi vậy đó, à, vợ chồng ở trong nhà mà lạnh lẽo như vậy đó, nhưng mà bà suy nghĩ theo kiểu của bà thôi, chứ còn tôi đâu có làm gì được đâu, cái tâm của bà. Nhưng mà nếu tôi cứ khuyên lơn, cứ năn nỉ hoài thì bà cứ tiếp tục dựa vào tôi, để cho bà buồn, cho bà tủi, bà khóc lóc, tôi không dỗ không nói gì hết. Khóc mệt thì bà nín, mỗi lần khóc phải dỗ thì mệt mỏi quá. Lúc bây giờ tâm có trí tuệ cho nên giúp tôi quyết định thật khôn ngoan, thật thông minh. Khi cần làm một việc gì, tâm thấy trước rất xa và rất rõ, biết trước cái gì sẽ tới khi quyết định làm hay không làm một bất cứ một cái chuyện gì đó. Nó khi mình tu hành mà có trí tuệ rồi thì trí tuệ sẽ giúp mình về suy nghĩ cái vấn đề như thế nào để mà quyết định. Bây giờ tâm có trí tuệ cho nên giúp tôi quyết định thật khôn ngoan, thật là thông minh. Thì khi mà có trí tuệ rồi thì phải làm cái này phải làm cái kia, không cần suy nghĩ nữa. Rồi khi mà cần làm việc gì thì tâm nó đã thấy cái vấn đề trước rất là xa rồi, nó đã chuẩn bị tinh thần rồi. Vì vậy không có cái chuyện gì mà mình quyết định cách khác tất cả. Lúc tôi còn cư sĩ, tôi có một người chị dâu ưa đem chuyện xấu của chồng của anh ta, của chồng bà tức là anh tôi ra than thở. Bà ưa bắt đầu bằng câu nói, chú xem coi, ông làm như vậy mà tôi không nổi sân sao được. Ý bà nói nổi sân với người chồng đó là chuyện chính đáng. Nghe thế tôi chặn bà ngay liền, không có sân nào mà tốt hết chị ơi, sân nào cũng không đúng cả.
ông nói như vậy mà tôi hỏi chú mà là mình sao mình xin bổ sung được, ý là tôi mà nói xong với ông anh của sư là có lý, là tại vì ông làm như vậy, làm như vậy thì gì đây ông thầy nói liền tức thì nhớ là như thế này, là hễ mà tâm sân là làm cho gì đây, hễ mà tâm sân rồi là mình đau khổ rồi. Nếu gì đây tôi nói rằng là không có tâm sân nào mà tốt hết, tâm sân nào nó cũng làm cho mình đau khổ cả. Vì vậy mà nói rằng là tâm sân này đúng, tâm sân kia đúng là không đúng đâu. Mà mình đôi khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày ngộ lắm, có nhiều người họ đem cái chuyện phiền não của người này tới họ kể cho mình nghe, mình làm thinh họ tưởng đâu là mình không có đồng ý với họ, mà mình càng nói bao nhiêu là họ càng được trớn họ nói tới nữa, thì cái này gọi là mình chia tội với họ đấy, vì cái chuyện mà phiền não họ đem ra họ nói cho đã đưa cái chuyện của họ mà, rồi mình không biết mình phụ vô à, chị nói như vậy đúng rồi cái nọ, kể là cô nói như vậy rất là hay rồi vậy đó, gặp tôi chắc tôi cũng làm như vậy, nói mấy cái đó là gọi là chia tội với người ta, làm cho phiền não của người ta tăng lên, và cái phiền não của người đó thì cũng giống như là phẫn hay là nước tiểu hay là lửa đó. Nó từ cái người đó mà nó sẽ nhảy qua bên mình. Mình nghe như vậy rồi mình bất chước mình nói theo bữa nào tới phiên mình cũng làm như vậy, tức là từ cái dơ bẩn của từ của người đó nó chạy tới với mình, nó tràn qua bên mình, nó ly qua mình, lan qua bên mình. Nếu tôi hùa theo và nói những gì bà nói cho bà là đúng, là bà sẽ lôi hết ra từ chuyện này tới chuyện nọ không ngừng và nói toàn chuyện phiền não, càng nói thì người này càng khổ, cho nên phải chặn ngay từ lúc đầu, không cho bà tiếp tục nói nữa. Bà này cũng là hành giả, cũng là thiền sinh đó quý vị ạ, à, chứ không phải là những người không có tu tập đâu. Sau đó bà chẳng bao giờ tới kiếm tôi để nói chuyện tâm sự nữa, bởi vì bà mở miệng là tôi đã chặn ngay từ lúc đầu rồi. Thành ra bà nói với người khác, ôi cái ông thầy này, ông sư, ông cái ông này cũng chẳng có giúp giáp gì được hết trơn. Tức là mình nói bà, ông nói theo. Và cuối tôi chỉ có đơn độc một mình mà thôi, thôi tôi cũng khỏe. Tôi nghe ngài hòa thượng dặn là đi về nhà phải mở những cái lớp thứ bảy chủ nhật, thay vì anh em mà tụ họp gia đình ăn uống nó tán dóc thì con á phải là gì đây, sư sư dặn mấy người trong nhà đó phải nghe lời con dạy dỗ hướng dẫn cho họ, rồi có cái gì mà khó khăn để trả lời giúp cho họ và trả lời cho đúng Phật pháp đó. Thì ông làm như vậy đó, nhưng mà một thời gian rồi ông thấy trong nhà ông có nhiều người rất kỳ cục quá, giống như như cái bà chị dâu của ông vậy đó, thì lúc đầu ông cũng nản, nhưng mà rồi cuối cùng ông nói rằng là ra thì thôi thì tôi không giải quyết cái vấn đề của họ theo đúng cái ý của họ, thì họ buồn họ bực bội với tôi mà thất kể nó, họ muốn buồn buồn thì bực bội thì chuyện tốt hơn có sao làm sao cho tốt, có làm gì được nữa. Người thiếu trí tuệ nghe kể tội người khác là phụ thêm, đúng đấy, phải đấy, mà ai cái người đó mà sao mà lại ăn nói hành động một cách ngu xuẩn như vậy đó, mình đang nói theo cái người kia đó để cho người kia vui đó, thì là mình gọi là mình chia tội với người đó đó, vô tình mình đang phụ vào bé xé ra to phiền não, đổ xăng vào lửa đang cháy, làm thế bạn đang chia tội với người ta đem lửa hay phẫn đến bạn giang tay đón lấy, bạn sẽ bị thiêu đốt hay mình mấy bị hôi hám vì cái mùi phẫn hôi giá hôi hám từ người này đang vào qua. Đừng dạy mà nói phụ theo những gì họ, khi mà có người cũng đem chuyện phiền não mà nói bạn, đừng có ngu dại gì mà chia cái tội với họ, tức là mình nói theo họ, bằng không thì bạn cũng sẽ bị lấm bẩn, bạn cũng sẽ bị thiêu đốt, bạn cũng sẽ bị hủy hoại giống như là họ đang khổ vậy. Không nói vậy, nó trong khi mà mình nói chuyện mình nhớ, nhưng khi nào mà họ đem cái chuyện vợ chuyện chồng chuyện con chuyện cái chuyện phiền não của họ ra thì mình khuyên được là mình khuyên, mà khuyên được là thôi đừng nói cho họ, mình nói cho họ là mình chia tội với họ, cái phẫn của họ, cái nước tiểu của họ nó tràn qua mình, hoặc giả là lửa nó đang cháy bên họ nó tràn qua mình, nó thiêu đốt luôn cả mình. Dạ thưa sư, con muốn có một câu hỏi liên quan tới vấn đề dính mắc. Sự dính mắc vào đối tượng là xuất phát từ sự thương tưởng hay do tại mình đánh giá sai về đối tượng mà mình dính vào người ta càng lúc càng mạnh? Đây là một câu hỏi khác về tâm dính mắc này. Thưa sư, khi mình dính mắc vào một đối tượng, sự dính mắc này xuất phát từ cái gì? Có phải xuất phát từ cái sự thương tưởng của mình đối với đối tượng hay là tại mình đánh giá sai về đối tượng? Người ta nói người ta như thế này mà mình nghĩ như thế khác, do đó mình dính vô người ta không đủ trí tuệ, hiểu sai, nghĩ sai về đối tượng. Câu trả lời của thiền sư là nói rằng là khi mà bạn mà tu hành mà không có trí tuệ thì bạn sẽ suy hiểu sai, nghĩ sai về đối tượng mà thôi. Ba mẹ tôi rất thương, nhưng ba tôi chết trên tay tôi đâu có buồn khổ bi lụy chút nào. Mẹ tôi cũng thế, chỉ chết vài phút trước khi tôi tới.
Rất nhiều yogi đến dự tang lễ của mẹ tôi, họ thấy rõ là tôi không buồn không khổ chút nào cả. Thì sư nói vậy đó. Mà tôi rất thương ba má tôi. Ông nói là thời xưa là đối với ba tôi là tôi hận ông cái lắm, tại vì ông khi mà ông nổi xong lên là ông có đánh tôi hoài. Nói, sống với ai thì được, nhưng mà sống với ba tôi là tôi không có sống được. Đó, nhưng mà rồi đó, sau này tôi hiểu, giờ tôi tập tôi mới có trí tuệ, tôi hiểu rằng là những cái gì mà ông làm á, tức là vì cái lòng thương tưởng của ông đối với mình mà ông làm như vậy, mà chỉ vì cái cách thức làm của ông nó sai thôi, ông biết cách làm nó cho đúng. Ừ. Chứ còn mà thật ra mà nói với cái tình thương của ông mà đối với mình là có đấy. Vì vậy tôi rất là thương ba tôi, mặc dù ông hồi nhỏ đánh tôi hoài nhưng mà tôi không có giận. Ừ. Nhưng mà tới khi mà ông sắp ông chết đó, tôi cũng ngồi bên cạnh ông. Ừ. Tôi chứng kiến từ lúc đầu cho tới lúc chót đến khi ông chết luôn. Thì ông nói là tôi cũng chẳng có buồn phiền gì hết. Rồi mẹ tôi cũng vậy đó, tôi ở chùa người ta báo tôi biết là bà yếu lắm rồi, chắc là bà sẽ đi trong trong một bữa hai bữa nữa thì tôi đi về. Thì khi mà xe taxi mà vô mà đậu trong nhà đó, thì trong nhà chạy ra nói rằng mà cụ mới mất cách đây khoảng chừng một bảy trước khi sư tới. Thì thôi thì mà mất thì thôi, chắc cũng biết làm sao, thì mình cũng làm hết lòng rồi. Và ông nói rằng là bữa đó là rất là nhiều hành giả đi theo tôi đi về nhà, nên là mà theo họ thấy rất rõ là tôi không có buồn phiền gì hết trơn. Rất nhiều yogi có tới dự lễ tang lễ của mẹ tôi và họ thấy rất rõ là tôi cũng chẳng có buồn phiền buồn khổ chút nào cả. Dạ thưa thưa thưa, thưa, thưa thiền sư, còn hòa thượng Sửu Minh thầy của ngài thì sao, ngài có buồn không? Câu trả lời: lúc ngài mất tôi cũng có thương nhưng không nhiều lắm, không thương yêu dính mắc nhưng thấy thiếu vắng vô cùng. Tôi mất đi một vị thầy thật trí tuệ, khó tìm thấy một người nào như thế trên cuộc đời này. Hòa thượng thầy tôi tạo quá nhiều công đức phước báo, cho nên khỏi lo cái chuyện hậu sự của ngài. Ngài đi đâu, ngài phải sanh chỗ nào, tôi không biết, nhưng không thể vào sanh vào quả khổ được. Tôi tin tưởng chắc chắn như thế, bởi vì ngài tạo quá nhiều công đức trong khi mình lại sống. Một cái chuyện mà ngài ngài hướng dẫn, ngài dạy dỗ Phật tử rồi vậy đó, thì sư nói rằng là ngài là có phước quá. Thành ra ngài chết đi rồi thì chắc chắn là ngài đi tái sinh vào nơi an vui, là chẳng thể nào mà tái sinh vào khổ cảnh được hết trơn. Còn ngài đi đâu thì mình không biết. À, nhưng mà không thể một cái người như vậy không thể tái sinh vào khổ cảnh được, thì có chuyện đó gì mà lo phải buồn. Chỉ có một cái là tôi thương ngài rất là dữ, là tôi nghĩ rằng đây là một vị thầy rất là trí tuệ, trong cái cách mà ăn uống ăn rất là chánh niệm, rồi trong khi mình nói năng cũng vậy nữa, ai hỏi gì là ngài bao giờ ngài trả lời liền, mà ngài chờ một chút xíu ngài mới nói, ngài chánh niệm trong khi nói, ngài chánh niệm trong khi ăn, ngài cứ giữ được cái sự điều độ trong cái vấn đề mà uống thuốc men hoặc giả là đi bộ đi đồ tâm đi qua, ngài làm cái gì cũng đều đặn hết trơn, nó có một chừng mực kia lắm. Đây là một cái người mà có trí tuệ và ngài làm cái gì mình thấy cũng là hợp lý hết trơn. Thì đây tôi mất đi một vị thầy trí tuệ, đây là một cái người mà có lẽ là cả cuộc đời đó tôi không bao giờ tìm thấy được đâu. Vì vậy tôi ghi nhớ những gì mà ngài dạy và tôi truyền lại cho Phật tử, là bởi vì chính những lời dạy của ngài mà tôi giữ lại và tôi tập theo theo, và tôi thấy được rất nhiều cái sự an lạc cho nội tâm của tôi. Vì vậy tôi cố gắng tôi nhớ và tôi chia sẻ. Hòa thượng thầy tôi tạo quá nhiều công đức phước báo, cho nên khỏi lo cho ngài đi. Ngài đi đâu, ngài tái sanh vào chỗ nào thì tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều là ngài không thể tái sanh vào bốn cảnh khổ được. Tôi tin tưởng và chắc chắn như thế. Đó là cái lời mà Trần Sư nói. Sư muốn hỏi là sao? Tới đây cũng gần là 45 phút rồi, quý vị nào cần hỏi cái gì không quý vị? Dạ thưa sư, cho con hỏi. Nói đi. Dạ, thưa sư, con là Loan Anh. Đây đi. Hồi sáng nay con đi trên đường thì con thấy ở ngã tư đường có một cái nhóm thanh niên, họ giơ cái bảng lên, họ xin tiền để chung cất cho cái người nhà của họ. Thì cái này là con thấy lần này là lần thứ mấy rồi, thì con có đọc báo, con nghe tin đó là có những cái người mà người ta chết nhưng mà người ta không có đủ tiền làm tang lễ, cho nên là người ta hay đứng ở cái ngay ngã tư, họ dán hình cái người chết lên đó, rồi họ để tên tuổi, rồi họ xin tiền đó. Thì con cũng rút tiền ra, con cho có 10 đồng thôi, nhưng mà tự nhiên khi mà con cho xong, tự nhiên cái không hiểu tại sao mà nước mắt của con nó cứ rơi xuống. Thì con không biết cái đó là cái tâm đó nó là tâm từ hay là tâm dính mắc đó, thưa sư. À, nếu mà tâm từ á, tâm từ tâm bi thì đâu có khóc, có gì không, khóc là xúc động rồi. Mình thấy cái cảnh của hộ tội tội nghiệp quá, mình có cái tâm bi mà bi gọi là bi lụy, mình thương người ta quá,
Trời ơi tội nghiệp quá. Chết vậy mà không có ai phải lo, con cháu phải đứng ra xin tiền. Có tội nghiệp đó, cái tâm mình nó suy nghĩ như vậy, do đó mình mới khóc. Còn mà cái người mà cái tâm mà tâm mà bi, tâm bi bi mẫn thì thương tiếc gì tội nghiệp rồi giúp đỡ rồi thôi, cho không còn lụy nữa. Là nó chữ bi này, nhớ có thêm chữ lụy nữa là đó đó, là tâm phiền não đó. Đây là cái kẻ thù của tâm bi đó. Tâm từ là tâm luyến ái. Có tâm từ với nhiều, rất lát tự nhiên trở thành luyến ái người ta hồi nào ngay. Có tâm bi trở thành bi lụy. Rồi có cái gì tâm xả, rồi không phải là tâm xả thật mà tâm gọi là indifferent, tâm bất cần bất kể tới đó. Đó là những cái kẻ thù của những cái trạng có bốn bốn tâm mà từ bi hỷ xả. Dạ thưa sư, cái đó nó tự nhiên quá à, sư con cũng không có Tự nhiên là tại vì phiền control não nó tới quá nên được. anh không có thấy, cháu có cái gì tự Dạ. nhiên đâu. Bởi vì ở, phải nhớ một điều như thế này, mình học để mình hiểu rằng cái gì cũng nhân quả hết trơn, có vậy không? À, phải có một cái nhân nào đó, nhưng mà cái nhân nó quá là vi tế mình không thấy, cái tâm mình nó suy nghĩ rất là nhanh, xẹt qua một chút thôi là tự nhiên nó bắt mình đổ ra liền tức thì. Vì vậy mình phải mình cũng sử dụng cái chữ là tự nhiên nó khắc rồi thôi, chứ tôi đâu có suy nghĩ gì, nhưng mà nó quá nhanh. À, mình học Dạ. mình thấy được như vậy thì mình mới hiểu thế nào là lý nhân quả chứ. Chứ tự nhiên không đang vui vẻ mình nó phát chạy ra, không có cái chuyện đó được, có vậy không? Tại tại thưa sư cũng có lý do đó sư. Tại vì Bây giờ con nhìn cái hình ở trên cái bảng đó là một cái người chết, không phải là một người già mà là một con bé gái, nó khoảng chừng đó thì hai đó mươi mấy tuổi. từ những cái chỗ đó cô suy nghĩ rất là nhanh, do đó nó mới khóc. Thấy không? Nếu mà lấy một người già thì cô đâu có khóc nữa, nhưng mà vì một đứa nhỏ, trời ơi, tội nghiệp quá, nó còn nhỏ quá mà nó giống như con của mình vậy đó. Nó Dạ nhanh lắm, đúng rồi, đúng. nó so sánh rất là mau. Đấy. Khóc rồi nó ngay. Đấy. Nhiều Dạ khi thưa có sư, như vậy thì con phải làm sao để cho giống như sư nói, cái đó là kẻ thù của cái tâm tâm bi, thì à. mình đâu có muốn có cái đó đâu, thì là con bây giờ thì con phải làm sao, tại vì nó nhanh quá con không kịp đỡ luôn đó sư, Thì nó bây cứ giờ rớt nữa là mình đã tập giả để luôn. cái speed của mình nó tăng lên để mình nhận ra được. Nè, có những cái Dạ. mà trong khi mình hành thiền cũng vậy, đôi khi cái tâm nó quá nhanh mình đâu có nhận ra được, tự nhiên mình phiền não mình lên à, người ta chưa có nói gì trơn, nhìn nhìn cái mặt người ta thì mình thấy phiền não à, nó đâu có nghĩ cái gì đâu, nhưng mà mình đâu có thấy cái tâm của mình, hiểu không? Vì vậy cái sự thực tập là làm thế nào để mà cái sự nhận, cái nhảy bén của mình nó càng nhảy bén, để mình nhận ra là cái tâm của mình nó đã xẹt qua rồi, nó nghĩ rồi, nghĩ rất là nhanh. Ví dụ chẳng hạn như có một sư ông nói rằng là đó, cho sư con ngồi thiền buổi sáng á, con thả cái bụng xuống, con kê cái bụng cho đàng hoàng tử tế, rồi con lấy đèn con soi, rồi không có mũi rồi hết trơn á, mơ ngồi một chút ngay chứ o là tự nhiên con nổi sân lên liền, mới nghe tiếng o sao mà nổi sân lên liền được. Thì ông nói, thầy sư nói rằng là nổi sân là tại vì sao, tại vì cái tâm sư nó nói là mình đã làm đủ mọi cách để mình gì đây, mình giữ cho nó đừng có mũi nó vô, mà tự nhiên không nó chui vô đây, mà cái sự suy nghĩ này nó rất là nhanh, vì vậy chỉ cần cái o một tiếng là mình nổi điên rồi. Đấy. Một cái tiếng mũi, tiếng mũi vo ve mình nó bay lên, mình nghe tiếng vo ve là rất là nhanh, phải vậy không? Tâm của nó là suy Dạ. nghĩ, vì vậy gọi là tâm Rồi. rất là nhanh, mình nó nhanh ghê lắm. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như sư để ý là lúc mà sư đi 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 bát á, đi đi khất thực ở bên Miến Điện á, đi đi bình thường không có gì, hễ mà thấy có một người nào trẻ trẻ mà bước ra cái là tâm luyến ái nó nhảy lên liền thì mau vậy đó. Là tại vì sao mình cái cô đó thật ra đâu có đẹp cái gì, nhưng mà tại vì thấy toàn là đối tượng những người khác, người già, người yếu, người nít rồi vậy thôi. Nó bây giờ thấy có một người nào nó ra nó hơi khác một chút là tâm ái nó nhảy lên. Nhưng mà rồi mình bắt nó kịp thì thôi, thì bây giờ đó mình bắt không được cái tâm suy nghĩ thì mình thấy được cái trạng thái tâm của mình nó phải chấn động vậy thôi à, hiểu không? Mình đừng có vội vã, mà mình coi khi mà cô Loan Anh mà thấy mà cô cho tiền xong rồi mình nước mắt chảy ra, quan sát cái tâm của cô lúc bây giờ cái trạng thái tâm cô nó có chấn động hay không, có vậy không? Hoặc giả là coi thử mình suy nghĩ cái gì nó vẫn còn còn dư hơn đó, cho nó đâu đã biến mất liền đó. Thì bây Dạ. giờ nó trễ thì trễ, nhưng mà mình có thể làm được bằng cách mình trở lại, mình coi thử tâm mình nó suy nghĩ cái gì, hoặc giả là tâm mình nó gì đây, cái trạng thái tâm mình nó chấn động như thế nào đó. Mà khi mà cô quan sát cái trạng thái tâm chấn động là tự nhiên cái suy nghĩ nó cũng lò lên, mới cái chấn động này nó có giữ hoài, một cái câu chuyện nó đâu có phải là nó chấm dứt liền cái chỗ đó đâu đó. Cô khóc là một chút xíu nữa, chút xíu nữa nó cũng sẽ trở lại được, nó suy nghĩ hoài vậy đó. Bây giờ cô mới Dạ nhớ đúng. sư Dạ đúng rồi, đến lúc mà con khi mà con đi ăn tự nhiên con cũng nhớ tới, ồ tội nghiệp con bé nó quá,
rất là đó thấy tội không, nghiệp luôn. đó mấy cái này đó nhanh không, tội nghiệp bé quá trời, nó bằng tuổi con mình đó, thấy không, có thấy cái câu mà bằng tuổi con mình, tội nghiệp nó quá, bao lâu nhanh vô cùng là nhanh, thấy không? Chỉ một cái khởi niệm một cái là tự nhiên cảm xúc nó tới là nó bắt nó ùa ra liền, thì tập đi ráng tập đấy. Bây giờ cái gì mà quát ra được thì quan sát, rồi từ từ đó mình mới phân dần, mình đi lên cái nguồn của nó, thì sẽ ai cũng mới vậy thôi chứ mình đâu có phải là giỏi đâu, người nào cũng phải đi từ từ hết trơn á. Bây giờ mình nhận ra được cái gì mà đang có mặt nè, đây là cái cảm xúc của mình, cái tâm mình đang chấn động nè, quan sát cái tâm chấn động, cái tâm cảm xúc của mình đó, rồi á, trong khi mình quan sát cái tâm chấn động, tâm cảm xúc thế nào, mình cũng thấy cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì đó, thì mình mới hiểu rằng nó có cái mối tương quan giữa cái tâm suy nghĩ và cái sự xúc động này nè, vậy thôi. Tôi con cảm ơn sư. Dạ, thưa sư cho con hỏi ạ. Dạ, thưa Hỏi sư cho con phát biểu thôi ạ. à, Con vậy Bùi Bùi Thị Vũ Kim ạ. Thưa sư có nghe không ạ? à. Dạ, cái bài pháp nói về tâm dính mắc này quá hay ạ. À. Con nghe con thấy là nó rất là cụ thể. Nhưng mà tới cái chỗ mà con biết nghe là cái vị hành giả hỏi ngài thiền sư á, là có cái cách nào để mà nhận ra cái tâm mình dính mắc ngay với đối tượng á, ngay cái lúc nó vừa xảy ra, để mình làm chủ cái cảm xúc mình đó. Thì lúc đó thì con nghe thì con hiểu được vấn đề, thì con mới nghe suốt tới nay tới giờ và vừa rồi nghe cô Loan Anh nói về cái phản ứng của tâm với cái sự việc đó, thì con mới có cái suy nghĩ á, là đối với ngài thiền sư thì ngài tu tập lâu quá rồi, có quá trình rồi, cho nên ngài mới là làm chủ được, phát hiện sớm. Nhưng mà đối với những người bình thường mình mới tu, vẫn chẳng hạn như cái vị hành giả hỏi là có cách nào để mà phát hiện ra, thì cái đó thì con thấy như ngài nói đó là đúng, là chỉ là chánh niệm thôi, chỉ có tập mà không đợi, con nghĩ là không đợi tới tập chánh niệm để mình phát hiện cái tâm dính mắc mình với đối tượng. Đối với mình đó là ngay trong sinh hoạt hàng ngày đó, cái cách làm của mình đó là mình coi coi mình có dính mắc với cái đồ vật ở trong nhà, cái những cái sự việc xảy ra trong gia đình, rồi những cái hiện tượng, ngay cả cái suy nghĩ của mình, rồi cái quan điểm của mình, thì tức là mình sẽ tập chánh niệm suốt ngày khi mà mình thức. Đó là Đó con nghĩ thì có cái đó cách đó. đó thì ông cũng nói mà, nói bây giờ bạn có chánh niệm thôi, thì bạn khi bạn chánh niệm thì bạn sẽ thấy, bạn sẽ nhận ra được cái tâm dính mắc, mà khi mà tâm dính mắc tới một cái thì có trong này nó kèm theo cái sự đau khổ là mình nhận ra được liền, thấy không, Đó. Chứ mình mình không chánh. đợi tới tiếp xúc với người, mà ngay trong cái sự vật hiện tượng, những cái suy Đúng. nghĩ của mình thôi, trong hàng ngày đó thì mình chú ý, thì nghĩa là cái như ngài thiền sư phát hiện ra đó, đó là cái kết quả. Còn mình đó là mình đang ở cái chuyện cái thực hiện cái nhân, tức là mình diễn cái diễn trình thực hành của mình đó, là mình đang tạo cái nhân để đi tới kết quả đó. Còn nếu mà mình đòi ra là mình phải phát hiện sớm đối tượng thì không có được chuyện đó, bởi vì nó phải có cái quá trình thực hành, phải không ạ? Thì ông thường xưa ông trả lời ông nói rằng là nếu mà muốn thấy, muốn phát hiện sống thì bạn nhớ phải duy trì chánh niệm trong cái mối tương quan của bạn với tất cả những người nào trong gia đình, đâu có phải là người mình cũng thương mình cũng ghét vậy, thấy không? Thì khi mà mình cứ là nếu mình đối xử với ai mình cẩn thận, để cái quan tâm của mình mà để mà tâm dính mắc mà lòi ra cái là mình thấy ngay tức thì. Ví dụ tôi đã có tâm từ tâm bi đối với một người nào mà bây giờ tự nhiên cô chuyển qua cô tâm cô dính mắc chẳng hạn, thấy không, là nhận ra được liền cái tức thì. Ví dụ chẳng hạn như sư thấy Phật tử cũng vậy đó, khi mà họ tới với sư là sư có tâm từ tâm bi, họ tới họ trước pháp rồi vậy. Nhưng mà khi có một cái đối tượng nào mình ngồi nói chuyện lát mình thấy họ có duyên quá, tự nhiên tâm ái nó lên, là tâm ái lên là mình chấn động rồi, nên là mình không có nói chuyện một cách bình thường tự nhiên được nữa, nó lập cảm rồi vậy, nó bắt đầu nó bắt đầu nó không có tự nhiên nữa rồi đó, thì tự nhiên mình hiểu thấy không. Thành ra ông cũng dặn này, vậy là bây giờ ngay từ lúc đầu đó, bất cứ cái gì mình cũng phải quan sát cái trần này, để rồi mình mới thấy mình thương rất là nhiều, mình ghét rất là nhiều. Nếu mà mình thương rất nhiều mình cẩn thận nè, không thôi là mình sẽ dính mắc với người ta này, rồi mình ghét rất nhiều thì mình cứ cẩn thận thôi, thì mới đủ tâm sân này đó, thấy không. Thì cái đó là nó là nó tạo cho mình cái cơ hội để mà mình gọi là ngăn ngừa trước khi mà cái câu chuyện nó lớn nó xảy ra, làm đổ bể.
Dạ, ý con là tập chánh niệm hơn nữa đối với cái sự vật hiện tượng trong cái đó, sinh cái hoạt chuyện hàng đó, ngày của mình. Dạ, đó. Nhưng mà để, tại vì đang nói về người thì ông dặn là thôi bây giờ đó ở trong gia đình đó, người trong gia đình mình nè, đâu có ai mà cảm xúc dữ đâu như bằng người ngoài, thấy không? Đó thì cẩn thận mình qua cái tâm mình trước. Ừ. Thì tất cả đều trở lại cái phương pháp thực tập hết là phải quay cái tâm này rồi mới khám phá ra được. Càng quan tâm ra biết được Dạ cái gì. dạ coi cái phản ứng của tâm mình. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Con Bạn hết. muốn cũng gần 9 giờ rồi, bên này 9 giờ chắc là bên kia là 7 giờ rồi hả? Ừ. Ta cũng hỏi gì nữa không? Dạ, thưa có chị Thủy có hỏi sự. À, hỏi đi. Dạ, thưa sư, con qua cái con nghe cái bài giảng ngày hôm nay á, là con có cái con suy tưởng, con nhớ đến là như thế này nè, cái mối tương quan giữa cái ai nói sao chứ cái tham, cái dính mắc đó sư, nó mà nó càng nhất là người thân của mình đó, nó sẽ có một cái nó liên đới liên quan với cái tâm sân. Tại khi mà con nghĩ gì nè, khi mà con ví dụ như con nói về con của con bình thường thì con đâu có nghĩ tới cái chỗ mà mình dính mắc nó là con mình hay là nó như thế nào nào, nhưng mà khi mà nó có đụng chuyện hay chuyện gì thì mình hay để ý là mình bực mình lắm, mình khó chịu lắm, mình lo lắng, cái tâm mình nó bức xúc, nó tự nhiên mà nó đến một cách mau lẹ đó sư. Thì mình không, sau đó là mình phải, bây giờ mình phải nhớ lại, giống như là mình dùng cái những nhớ lại, những nhắc nhở lại những cái lời dạy của các vị thiền sư đó. Cái mình phải nói là nó đây là cũng nhân duyên nghiệp lực, mình phải nói, nhưng mà cái tâm nhiều khi nó cũng hiểu sư, nó cũng lo lắng, nó cũng bồn chồn, nó cũng thế này, mà người 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 thân mình đó, mà mình càng thương yêu, mình càng dính mắc, mình càng thì mình càng khổ lắm. con con Đó là con con cảm nhận phiền vậy não đó á, thưa thưa đó là phiền dạ não à, thấy không? dạ Nó không phiền não dạ có đủ dưới trên cách là dính mắc, mà nó đủ dưới cái cách nổi sân. Nổi sân cũng là một dạng dính dạ mắc nói sao đấy, dạ nó nó tương quan liền đó dạ đấy, chắc nó chắn rồi. Đây là dạ vì về ngay từ lúc đầu mà giảng với người tâm tham thì nói tâm tham tâm sân chỉ là hai mặt của một đồng tiền mà thôi, tại vì nó muốn một cái gì mà không dạ được đúng cho nó nổi sân. Đấy. dạ đúng Rồi rồi tâm tham tâm sân có mặt rồi thì tâm si có mặt, tâm si có mặt thì nó phải làm những chuyện mà bậy bạ, si mà si dạ mê mà, chứ làm sao làm đúng được. dạ Thành ra bi mình càng tu tập nhiều nhiều, mình càng thực hành nhiều thì mình thấy ở những cái giáo lý thầy dạy rất là có cái một có nề nếp, có nhân quả đâu vào đó, càng tu tập càng áp dụng mình thấy nó có cái sự lợi lạc nữa. Thế dạ mà đúng để rồi mình thấy sự lợi lạc thì mình càng muốn áp dụng, mà mình càng muốn áp dụng bớt khổ, đơn giản vậy thôi. Mà ai bớt khổ, mình bớt khổ chứ trong thầy có đâu có bớt khổ à, thấy không? dạ đúng Đó chính là anh chịu nói sư vậy đó. Bây giờ sư ráng sư tu cho đàng hoàng tử tế, rồi tới một ngày nào đó là sư đắc đạo đắc quả, hay là sư được tuệ giác rồi vậy đó. Cái ai được tuệ giác, sư được tuệ giác cho Phật tử đâu có. Thì bởi vậy mình thấy cái pháp pháp hành là vậy đó, mình làm được, mình tu được thì tự nhiên mình giải quyết được những cái khó khăn trong nội tâm của mình. Mà thế mà dính mắc mà như thế, cái phiền não mà nó bớt thì bớt dính mắc, phiền não mà bớt thì bớt đau khổ, đơn giản vậy thôi. Mình sống mình đâu có dạ muốn đau khổ à, có vậy không? Đúng, dạ lúc mình muốn cho sung sướng mà, mình sung sướng mà dạ mình làm cái chuyện đau khổ à, thì làm sao mà sung sướng được đây? dạ Đang người ta cái đó là dạy, dạ anh nói gì nói đi, nói sao? đó dạ mới là một cái đối tượng mà nói gì còn nhiều cái nó tham, nó dính mắc lắm, tài dạy của cải tài sản vật chất, nói chung nhiều nhiều cái nó ngầm 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 ngủ ngủ ngầm á sư, mình không hiểu. Ý là khi mà biết bao nhiêu thứ trong đời mà cô dính mắc, khi mà cô sắp sửa mà chết rồi cô tính sao đây, trời ơi, trong suy nghĩ nữa cái chuyện đó không là mình đi xuống rồi đó. Có người con của tôi không biết nó học ra trường rồi không biết chừng nào nó có việc làm không, bữa trước có hứa cho giúp cho nó cái nhà mà bây giờ mình đau mình nằm đây rồi ai giúp cho nó, ô đủ thứ chuyện nha. Dữ dội lắm suy nghĩ. Cái người mà tại gia tu sĩ mà tu rất là dữ thôi, cái tâm đó mỗi buổi sáng là sư dậy sớm á, từng khi dậy đôi khi 12 giờ 1 giờ cứ ngủ được nữa, sư dậy bây giờ sư đi rửa mặt xong xuôi rồi sư nằm yên rồi thấy cái tâm mình suy nghĩ đủ thứ chuyện. Mình là người tu đó nghe, chứ đừng có nói chuyện là mình là người đời đó, đủ thứ chuyện nó nghĩ, tưởng tượng được khi mình sắp chết tất cả những cái tâm mà phiền não này mà nó tới thì đi đi về đâu. Chỉ cần một niệm suy nghĩ mà cái tâm của mình nó phiền não rồi chắc chắn chết một cái là đi xuống, tâm phiền não mà anh nằm đó mà giữ tâm cho chánh niệm đem nó trở lại đối tượng, suy nghĩ biết suy nghĩ trở lại đối tượng, cả một cái chiến trận chứ không phải chớn chơi, nằm thì im vậy mà trong tâm của mình nó làm việc rất là dữ,
không thôi là nó kéo mình đi à, Ừ. năm xíu vậy qua trở về là 15 phút hồi nào cũng hay à, lúc đó là cái tâm mình nó chạy nó đi suy nghĩ, hễ mà nó suy nghĩ như vậy là buồn ngủ nó sẽ tới, vậy mình giữ chánh niệm thì cái tâm mình nó sáng suốt, nó không buồn ngủ, còn mình nằm mình để cho tâm mình nó drift đi, nó kéo mình đi đi chỗ này chỗ kia suy nghĩ là rồi là mình bị vướng theo đó, là mình lát mình nằm nó rồi ngủ nào ngay. Dạ. Thì Mà con dạ, thật sự sư nói dạ để đó, sư dạy dạ. khi nói là mình càng tu tập bao nhiêu mình bắt đầu mà mình mới thấy là trân quý cái pháp hành. Đó. Làm được thì tự nhiên mình bớt khổ thôi. Sao? Nói gì? Nhà con để ý con thấy là nhiều khi con hồi hồi đó con nghe cái cô em gái của con cứ than phiền nói là sao con cái trong nhà nó đối xử với mình, ví dụ như khi đi ra ngoài á với người ta sao nó tốt quá, nó giúp đỡ này nọ, nó hay than phiền với con vậy đó. Mà đối với trong gia đình mình kêu nó làm gì, mình kêu nó giúp gì thì nó cằn nhằn nó này nọ. Cái lúc đầu con cũng có suy nghĩ ủa sao cái nó với cha mẹ nó lại phân biệt như vậy, là như theo sư nghĩ sao, sư dạy sư chỉ con cái cách sao, hay là À, cái đó là do tại nó mình đó, than phiền. tại mình đó, tại mình kêu nó làm cái gì mà mình kêu, giống như là tao nói mày làm là mày phải làm đó, thấy không? Dạ, À, chắc trong gia nhà. trưởng mà, thấy không? Mình là Dạ. dì của nó, chị của nó, mẹ của nó, từ đó đâu có muốn Dạ. nghe. Còn người Ông ngoài nghe. tới nhà tới vui vẻ tới dễ thương với nó, thấy không? Cháu làm cái này Dạ. cho bác, là con nhớ nghe, bữa nào con ghé giúp bác cái này cái kia, người ta nói rất là Dạ. nhẹ nhàng tử tế. Rồi người Dạ. ta nó làm được cho người ta thì nó thì là người ta vui vẻ, mà không được thì thôi người ta cũng bỏ qua, còn mình đâu có chịu. Con Dạ. mình nhờ nó một chút mình lo cho nó biết bao nhiêu, mà ta sao ta bắt đầu so sánh, ta bắt đầu so sánh được tiền nào. Vì vậy lúc Dạ. à, mà mình nhờ con của mình không được mà nó ra nó làm cho người ngoài thì lỗi là lỗi tại mình chứ không phải lỗi lại nó đâu. Vì À dạ, con nghe nó hay than phiền vậy đó, nó nổi sân cái vụ đó, nó nói cái cách thức con nói không kêu nghe. nó làm, cách thức mình làm kêu nó làm là mình đứng trên một cái vị trí của một cái người lớn, người gia trưởng trong nhà, mình sai nó làm nó phải làm đó. Bởi vì mình đã có cái công mình nuôi nấng dạy dỗ nó, thấy không? Thật giả Dạ. nó là em của, nó là con của em mình rồi cái nó. Dạ. Thành ra để khi mà để mà mấy đứa nhỏ mà mình làm với một cái tâm như vậy là nó không bao giờ nó nghe mình đâu, nó vui vẻ trước mặt rồi mình đi rồi nó bỏ lơ mình. Dạ. Ra ông thiền sư ông nói đối với thằng con của tôi cũng không mong đợi một cái gì hết trơn. Tôi kêu nó mẹ nó nói là nó tới đây để nó học thiền rồi vậy, sư chỉ thiền cho nó, để nó thiền cho nó calm down, cho nó tâm của nó yên tĩnh. Thì hồi đó tới ông hỏi, ông nói mẹ con muốn vậy, con có thích học, con có thích học không, có thích học thì sư chỉ, con học thì thôi không sao cả, đối với sự thành vấn đề à, không chỉ cho con thì sư chỉ cho người khác. Vậy mà nó nói vậy tôi học, tại mẹ chửi không tới là mẹ nói mày chửi làm cũng rùng mà. Là tôi nổ điên rồi, nó lì á, nó lì, nó nói nó không nghe nữa, nó lì lắm vậy thôi. Vì vậy thường thường trong cái sự đối xử của mình với con cái mình phải để ý, mình đổi thử à, thay vì mình nói có tính cách là gì đây, là cha mẹ là người lớn, thì mình nói những lời cho nhẹ nhàng có thử sao nó làm chứ coi. Đấy. Thành ra mấy đứa nhỏ nó buông chùa ở Việt Nam, nó buông chùa mấy sư nói cái gì nó cũng làm hết trơn, vì mấy sư rất là dễ thương, nó làm không làm thôi mấy sư cũng vui vẻ đó, nó rất là thích vậy đấy. Một Phật thôi được ha. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. À, dạ một Chào Phật con. Cho con hỏi một câu nữa được không sư? hỏi đi À, hỏi con đi cũng giống như chị, giống con cũng giống như chị Loan Anh hồi nãy vậy đó. à. Thì khi mà con đi tới cái bưu điện thì đi ngang một cái tiệm đó, thì có một cái phụ huynh học sinh thấy con cái mới chạy ra mới nói chuyện với con, giống báo cho con biết là cũng có một cái phụ huynh học sinh đó thì cũng vừa mới là gia đình bị coi như là tan nát á, có ba đứa con, rồi cô này chừng khoảng 40 tuổi à, thì cổ ông chồng bỏ cổ đi lấy một người khác đó, thì cổ vô cùng đau khổ. Thì con nghe anh vậy cái con tự nhiên thấy buồn quá, tại vì cái cô này cổ hiền mà cổ rất là dễ thương, rất là hiền. Rồi cái ngay cả chồng con thì cũng 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 có đi chung cũng nghe, cái rồi cái nó cứ thứ nhất là nó cho con thấy là cuộc đời trong cái vấn đề vợ chồng mà nó khổ quá,
Rồi bây giờ một mình cổ làm sao cổ nuôi ba đứa con. Cổ phải vừa đi làm này vừa thích khe nó nữa, thằng chồng bỏ đi mất rồi. Thành ra là con phản phức, con buồn. Con nói chồng con giờ không biết làm sao để giúp cổ, không biết làm sao gặp cổ để cho tiền cổ. Con cũng không biết cổ ở đâu nữa, chỉ nghe nói vậy thôi. Này, cho mấy đứa con của cổ á, thì mình nhận ra là cái cuộc đời này mà trong cái vấn đề mà gia đình á, rất rất là nhiều, rất là khổ sư. Con thấy nhiều người mà đang một cái gia đình mà như vậy, nhiều ở dưới quê con á, nhiều người họ giàu có cũng tự nhiên gì ông chồng cũng mê bà khác bỏ bà, bà khùng khùng điên điên mới đi cùng chợ hết. Mà bà rất là đẹp nha, đi cùng chợ, đi cùng chợ cứ nói mày lấy chồng tao, mày lấy chồng tao, cái chỉ gốc cây, chỉ thấy cái gì cũng chỉ á. Ôi trời, mà hồi nhỏ thì con không biết, con cứ nhìn bà là như bà điên thôi, nhưng mà giờ con lớn lên con biết là tại vì cái khổ bà bị mất chồng, mà con nghĩ trong cái vấn đề tình cảm nó rất rất là đau khổ, có thể là nhiều nhất quá, con nghĩ vậy á. Thành Vậy ra nhưng mà là khi mà cô Kim thấy không, khi mà mình lấy vợ lấy chồng, mình ở cái tuổi mà mình còn trẻ đó, thì cha mẹ nói mình đâu có chịu nghe, thấy không? Đó, đó là ví dạ dụ mình lựa những cái người mà ta biết trước là sẽ như vậy, như vậy đôi khi dặn dò mình đâu có chịu nghe. Đó, thành ra cái ái nó mạnh quá đi ha, ở cái tuổi dạ đó cái ái nó quá mạnh, nói không ai nói có nghe hết trơn á, rồi mình xông xông đầu vô, bây giờ vô thì phải làm đủ thôi chứ biết sao giờ, thấy không? Để cho nghe chuyện cái vị sư cũng mô Phật, sư cũng bắt bộ hộ à, may à, sư thoát à, thôi bây giờ dạ chết mất. giống như suy nghĩ thì con cũng như con biết được, còn cái cảm xúc á tự nhiên nó lên, nó con không có dừng được sư. Thành Thì ra bây giờ đó, con khi mà cô thấy được cái suy nghĩ rồi, cô quan sát cái tâm suy nghĩ rồi, cô thấy vì cái suy nghĩ này cho nó cái cảm xúc nó lên này. Thấy không? Mà khi mà cảm xúc nó lên thì cô thấy như thế nào, cô thấy đâu có dễ chịu chút nào, rất là khó chịu. Thấy không? Thì lần sau mình nhớ, mình nhắc nhở mình á, lần sau mà suy nghĩ như vậy là phải qua cái tâm suy nghĩ, để suy nghĩ biến mất thì cảm xúc nó không lên nữa. Thấy không? Cái nguyên 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 tắc của nó là tại vì cái sự suy nghĩ, do đó cái cảm xúc nó mới lên, và cái cảm xúc nó lên làm cho mình khổ này. Thì cái suy nghĩ này là phải là tà tư duy, ở trong thế nào tránh tư duy được, bởi vì nó là thành phố này. Vì vậy cô cứ để ý hoài, cô thấy cái cảm xúc, cô thấy tâm suy nghĩ rồi, cô thấy tâm vì tâm suy nghĩ này mà do đó cái cảm xúc lại lên, bữa sau bỏ đi, đừng có thèm suy nghĩ cái kiểu đó nữa, dù có đúng bao nhiêu cũng bỏ, vì nó làm mình khổ mà, hiểu không? Cái cách thức tập là vậy đó. Mình bây giờ hiện tại bây giờ mình thấy được cái gì thì mình thấy thôi, rồi từ từ mình thăng dần lên. Ví dụ chẳng hạn cho người ta thấy cái cảm xúc mà không thấy sự suy nghĩ, thì bây giờ mình quan sát cái cảm xúc đi, trong khi mà quan sát cảm xúc mình thấy cái tâm mình nó cũng suy nghĩ cái gì, thì cái cảm xúc này nó cứ là linger on, nó cứ có đó ra hoài, rồi từ từ rồi mình thấy đó, những cái chính những cái suy nghĩ này làm cho mình bị khổ này, là bữa sau nhớ đừng có thèm suy nghĩ nữa, cho dù mình suy nghĩ như vậy là mình có tâm từ tâm bi đó, người ta kệ nó bỏ đi đừng thèm, lý tới chuyện của mình trước, là mình đau khổ là mình phải lo cho mình trước cái đã, kiểu sư nói của Kim, mình phân dần ra, mình Dạ. phân dần ra cái tâm của mình rồi mình tự giải quyết lấy vấn đề của mình thôi. Ta sư thấy là mình ông không có vị thầy nào mà giải quyết giùm cho mình hết trơn, tại vì đôi khi có nhiều người tới gặp thiền sư nói tâm cũng khổ quá, thiền sư hỏi suy nghĩ cái gì mới khổ chứ, tự nhiên đâu phải là tự nhiên nó khổ, mình học mình biết, mình nhân duyên mà, nghĩ có cái nhân rồi mới có kết quả, ngày hôm nay mà cô khổ là tại vì sao, tại vì cô suy nghĩ cái gì đó, bây giờ nhận ra được suy nghĩ chỉ thấy cảm xúc đau khổ của tôi thì bây giờ quan sát đi, quan sát là từ từ rồi mình phân dần ra cái sự suy nghĩ, khi mình thấy được cả hai vừa suy nghĩ và cảm xúc làm tự nhiên mình giác được à, với bây giờ làm sao mà tập mình cho thấy cái này này, khoan khoan giải quyết cái vấn đề cái đã, thấy thấy nó cái đã rồi thì thường là mình sẽ được giải quyết, ăn thua là thấy cái đã, thấy là mình mới dạt qua một bên mới tránh nó được. Dạ, cảm ơn sư cố gắng. Cố gắng Cảm ai xúc cũng thì phải cố hơi chịu thua. gắng ai cũng phải cố gắng hết trơn trong cái chơi đâu, khi mà cảm xúc mà mình nói mình chịu thua tức là cái suy nghĩ mình nó quá nhanh rồi, khi mà cô Kim mà nhận ra được suy nghĩ là nó đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, cô mới nhận ra hiểu không, Dạ. ngay từ lúc đầu là nó làm cái cảm xúc mình nó khó chịu rồi, do đó mình thấy mình không có suy nghĩ đâu mà cảm xúc nó, hoặc là mình thấy suy nghĩ đó mà sao mà bây giờ cảm xúc nó nặng như vậy, nặng như vậy là trước đó nó đã start so early rồi, bắt đầu từ rất là lúc đầu, ngay từ lúc đầu khi mà nghĩa là gặp đối tượng là nghe cái câu chuyện gì liên quan tới cái người phụ nữ đó là cái tâm của mình nó đã phản ứng rồi, vì vậy cái cảm xúc nó tới rất là rõ rồi, rõ rệt rồi, bây giờ mình mới nhận ra từ từ những cái suy nghĩ sau cái đó thì đã quá trễ rồi, cái khởi đầu nó đã nhảy rồi. Dạ.
Đau khổ quá sư ơi, cuộc đời sao thấy đúng Nhưng là mà bây khổ đấy. giờ đó, cô Kim nhớ như thế này, bây giờ mình giữ một cái ý cho positive, cuộc đời này nó khổ nhưng mà mình có cái tu này, thấy không? Dạ. Rồi mình sẽ ví dụ rằng mình tu rồi mình nguyện nguyện là thôi bây giờ kiếp này khổ quá thì bây giờ nguyện kiếp sau nhờ cho cái sự tu tập của tôi, cho kiếp sau tôi sẽ trở thành một cái người mà không có lập gia đình, mà tôi không phải nặng nợ về chồng về con rồi vậy đó, để vậy thôi cái kiếp Dạ. sau vậy đó. Dạ. Thì cái ước nguyện của mình để đôi khi nó có cái sự tu tập nó bắt ấp nó khổ đỡ cho mình nữa, cái quyền lực của mình đôi khi cũng mạnh lắm cho nên dẫn cho nhiều người họ họ thường nghe một cái câu chuyện cái cô kia cô sinh ra đó, cô ông Sri Saji thôi mà kể với ngài Sotika nói rằng là hồi trước á con là một cái người phụ nữ mà con chết là vì con bị cái thai con đó, nó thằng bé nó thai vì nó đi đi xuôi cái đi ngược ra không được, nó kẹt trong đó nó chết, con chết theo nó luôn. Thì khi mà con sắp sửa chết rồi con nguyện cho kiếp nào con trở thành người nam, con không muốn làm người nữ nữa đó, thì ông sinh ra làm sao gì đó. Ừ. Vậy thì thôi bây giờ chỉ có cách vậy thôi, mình ráng mình tu tập, cuộc sống này là đau khổ mà bây giờ lấy khổ đau làm chất liệu tu tập á. Ừ. Thay vì mình ngồi đó mình than thở thì mình lấy cái khổ đau này làm chất liệu để có sự tu tập của mình. Ừ.